mà phù em phải xây cao lên tí tươi dễ đánh hơn, tại vì thấp quá. Căn bản trên sân ở ngoài đó, trên sân ở ngoài hàng đó bị gió không giáp bản tê rồi cột giáp của bán. Em xây IP cao khả năng bà lưới chết. Chúng ta đến các trận đấu tiếp theo. Per cho Son là quân bên phía Hà Nội, còn phía bên Hà Nam Summer Yamato. Xét về mặt quân thì chỉ về mặt chiến thuật thôi, thì bên Hà Nam lại có một trận đấu với chiến thuật là dễ đánh hơn, thì bên đội bạn là thế hai chém vào. Bên mình thì có hàng tuyển Yamato và cái độ chất trì của Summer trong trận đấu này nó sẽ được phát huy cực kỳ hiệu quả. Màn hình đầu tiên, Summer đến từ bài của Hoàng Mai Nhi. Rồi, khá ổn dành cho em. Tài nguyên coi như là đã đủ. Rồi chỉ được tìm mỗi hiêu đầu thôi. Và hiêu đầu đã hiện ra. Và một cái vị trí hiêu đầu khá thuận khi nó kẹp ra vị trí bãi vàng. Một thế mà bên kia có hai chém. Và chúng ta cũng phải dè chừng cái bài đánh thẳng Nga đến từ Văn Lớp. Ở trận đấu trước là bài Văn Lớp đánh thẳng Nga rất hay. Đấy là một cái bài địa thế cũng là đẹp, cũng là dễ đánh. Và điều kiện tài nguyên cũng là đầy đủ để có một trận chiến thắng. Ở trận đấu này thì chưa chắc Van Lớp đã có được cái bài ưng ý mà dám đánh thẳng Nga để phá chiến thuật, phá cách như trong trận đấu trước đâu. Muốn làm được cái điều đó nó phải phụ thuộc vào tài nguyên và địa hình rất nhiều. Và địa hình ván trước thì gần như bài mắc binh cho một chiến thuật đánh thẳng Nga. Và nó phù hợp với cả một bài gọi là lực yếu đến từ Hoàng Mai Nhi, là đánh cung chủ lực mà phải thủ phù ra. Còn đây là màn hình Yamato của game Thủ Tí. Đang hiêu đầu là 5 con. Đôi voi. Và gì nữa không? Ôi thì chết hai con sư tử kia, không biết có bị chết dân không đây. Khả năng không chết dân. Bởi vì nếu như mà chết dân thì cái bóng dân nó sẽ phải lan rộng ra sau đít con sư tử. Tơn đấy sẽ là một tơn quay đầu kịp đến từ bài của Tí. Nếu mà chết dân thì chắc chắn là sau đít hai sư tử cái bóng đen nó sẽ rộng hơn. Đấy, chúng ta nhìn đấy, bóng đen đít sư tử mà nông dân vẫn chưa tới, vẫn chưa chết dân gì cả, vẫn đang rất ổn. Và thêm một đôi voi nữa dành cho Marco Tí. Ở đôi voi này thì có sách về nhà thì cũng là một bài là cũng khá ổn đấy. Vấn đề là đây là dân Yamato và câu voi với một khoảng cách rất xa. Nào, mắc binh nhất thì đưa về vị trí nhà chính, còn nếu mà chọn giải pháp an toàn thì chúng ta sẽ đưa về vị trí BS. Mà bây giờ mà đặt cái móng BE tốt thôi thì họ sẽ không có cơ hội voi, không nó dừng ngay tại vị trí này. Thôi đưa vị trí BS đi, dân Yamato di chuyển đến đây nó cũng hợp lý mà cũng nhanh lắm. Mà đây là dân Yamato nó di chuyển rất nhanh, đưa vào vị trí BS vẫn là mắc bình dành cho em thôi. Và ngoài ra sau đít hai con voi còn một bãi hiêu để cho Tí có thể ăn hoang được. Đang quay trở lại với bài của Hoàng Mai Nhi. Rất chất chơi từ Hoàng Mai Nhi, đặt hai BS cạnh nhau. 25-25 dân bên đội bạn và bên đội bạn dò chỉ số là 22%. Đấy là những cái bài gọi là mức bình thường. Thậm chí là yếu hơn mức bình thường. 22% tính ra là một chỉ số là dò đường là rất rộng. Ừ.
26 dân, 27 dân và ép đời như xe. Và lên xong thì lực chặt gỗ có luôn dành cho em. Trở lại màn hình của Michael tí. Vừa mới chạy ngựa giò được một hai bước thì con sư tử nó chặn đầu. Tôi xin tí thực. Và màu 6 là xi măng. La liếm được một dân của xi măng rồi và xi măng bây giờ cũng đã tỉnh giấc luôn. Và cái vị trí dân mà cứ chạy đi như thế này thì sẽ là cơ hội mà chúng ta có thể chọc cái con nông dân cuối cùng. La liếm cứ chết dần chết mòn thôi. Bây giờ thì họ lại giấu những con dân ít máu chạy trước, rất quái. Để lại những con nhiều máu đằng sau. Đợt này mà có giáp thì chọc thì phê nhỉ. Bây giờ thì rất muốn chạy vào trong, sau đó chốt e lại, cẩn thận mất giò nhá. Rồi rất may cái tên đấy thì vẫn lọt. Bơm mít vàng cho Hoàng Anh Nhi. Ban lớp đang đánh thế trận là muốn vác lên đây ôm bom toàn tập xanh chín. Và ngựa giò của ban lớp đã nằm xuống rồi. Và quay trở lại với màn hình của xi măng. Ở trận đấu này thì sớm muộn thì xi măng sẽ chiếm được ưu thế với nhỏ cho so. Khi ra một tô chúng ta là người lên đời sớm hơn, chúng ta có P sớm hơn. Thực ra cái bài này thì cần thiết thì thích giết họ thì giết, mà không tạt sang bên kia thôi. Ở nhà mình có P coi như nhà mình cũng là bất tử rồi. Thôi thôi, cái bãi vàng này có một dân này. À đâu, mấy dân, hai dân. Xin luôn con giò. Đó, nếu như bài này mà chúng ta tạt thì gần như là van lớp hết cửa thi đấu. Nhưng bây giờ thì vẫn còn có chút cơ hội cho em. Và đây cũng là một cái cơ hội để cho Hoàng Mai Nhi biểu diễn phô diễn cái tài năng đỡ nhà của mình. Bằng 4 bè. Và họ đang chém các vị trí bãi gỗ của mình khá nhiều. 2L vắt đều đến từ bài của Pơ. Cẩn thận em ơi. Lạc đà Pơ họ đang khá đông và số lượng đông ngang phèo với cửa cung. Thậm chí là thêm hai con lạc đà vị trí bãi gỗ này còn đông hơn cửa cung. Ở một trận đấu ép lạc đà rất tốt đến từ ban lớp, lực khỏe. Không phải đi ăn hoa mà có cả ruộng đến từ lớp. Hoàng Mai Nhi quyết định đánh thi công lại chứ không phải đánh thủ. Với tí gần như đã chơi được, tí ăn được nguyên dân một đạo dân bãi quả của văn lớp này. Văn lớp bắt đầu yếu dần rồi. Và khả năng tơ này thì văn lớp sẽ fit. Hoàng Mai Nhi sẽ có hai kích cung. Đây là Hoàng Mai Nhi cắt bớt một kích cung quay trở về là đỡ nhà rồi. Đây sẽ là tơn tạt của tí, khả năng lớp sẽ hit vì dân bánh xe. Không bánh xe đâu, chưa kể đang mất rất nhiều tay điều khiển đi công nữa. Và Hoàng Mai Nhi chỉ được ngồi sửa em, sau đó thì bắt cũng đi rỉa. Thế trận cũng là dễ đánh dành cho Hoàng Mai Nhi. Và khả năng cái cầu ngày hôm nay nó sẽ gãy, nó sẽ sập ở trận đấu thứ tư, xe đấu thứ ba. Và không còn cái cầu hai đều nữa. Khả năng trận đấu này thì cảm giác thấy trận đang ăn bài dành cho cặp đôi Hà Nam. Cung giờ giáp 4 rồi, không có cửa cho lạc đà nữa. Thời điểm này thì Hoàng Mai Nhi tụ được khá nhiều cung. Dân của văn lớp coi như đã fit rồi. Thế trận bây giờ đã thuộc về 2-1 dành cho Hà Nam. Và chúng ta đang có cái thế ưu, đó là cung chủ lực của chúng ta đang rất đông ở giáp 4. Chém chúng ta có ruộng chắc nhà và có phủ. Đấy là một cái thế người ta gọi là bất tử, không thể thua. Bây giờ thì bên kia chỉ là mang tính chất là cố gắng trong trận đấu chung kết mà thôi. Đọc luôn thế trận cho anh em biết là thế trận ăn bài dành cho Hà Nam. Chắc chắn tỷ số sẽ là 3-1. Không phải là 2-2 nữa. Đến trận thứ tư trong trận đấu thứ ba thì cái cầu nó mới gãy. Đang nỗ lực cuối cùng của văn lớp.
trận mưa lạc đà đến từ Văn Lộc thời điểm đầu. Lạc đà đông hơn cung, nhưng Tý là người giành chiến thắng bên cánh của Xi Măng. Và không có một sự hỗ trợ nào đến từ Xi Măng ở trong trận đấu này. Và không còn một cái cửa thi đấu nữa dành cho Hà Nội từ rất lâu rồi. Và tỷ số trận đấu thứ 3 đã kết thúc với tỷ số là 3-1. Và cái cầu hai đều và sau đó 3-2 nó đã bị gãy và đã bị sập hoàn toàn. Và 3C dành cho team Hà Nam. Và mặc định hôm nay là tổng C coi như là Hà Nam là người giành chiến thắng rồi.